Xin chào, tôi sẽ nói về phần đậu xe tại PCC. Nếu bạn muốn đậu xe tại PCC, bạn phải có giấy phép và phải đậu đúng chỗ. Tôi sẽ nói về giấy phép đậu xe. Đó là một giấy phép nhỏ mà bạn để trong xe của bạn. Hầu hết giấy phép là cho một mùa, gọi là term. Mỗi mùa học là 3 tháng. Tất cả có 4 mùa học: mùa thu, mùa đông, mùa xuân và mùa hè. Có một loại giấy phép có thể đậu nguyên ngày, từ buổi sáng cho đến buổi tối. Ngoài ra, có một giấy phép chỉ có thể đậu buổi tối, sử dụng sau 4 giờ chiều. Bạn có thể hỏi giáo viên của bạn hoặc văn phòng kinh doanh để biết những chi phí. Mua giấy phép đậu xe tại văn phòng kinh doanh Business Office, bạn cần phải có số sinh viên G-Number của PCC. Bạn cần có số xe đăng ký của chiếc xe bạn. Số đăng ký xe là số ở mặt trước và mặt sau của chiếc xe bạn. Nếu bạn đi xe chung với một hoặc nhiều sinh viên, bạn có thể mua một giấy phép rẻ hơn, gọi là carpool. Carpool nghĩa là hai người trở lên sẽ đi chung xe đến PCC và đi cùng giờ. Để có giấy phép đi xe chung, bạn cần phải điền đơn tại văn phòng kinh doanh. Bạn cần có tên, số G, chữ ký và lịch học của bạn và các sinh viên khác. Bạn cũng cần có số đăng ký xe của họ. Tiếp theo, bạn cần phải để giấy phép trên gương điều khiển xe của bạn. Nếu bạn quên lấy giấy phép đậu xe, điều này là quan trọng. Bạn cần phải mua một giấy phép cho ngày đó. Bạn có thể mua giấy phép này tại các máy màu vàng ở bãi đậu xe. Bạn chỉ có thể sử dụng giấy phép vào ngày mà bạn mua nó. Nhớ bỏ giấy phép trên kính điều khiển xe. Tại PCC có 4 loại bãi đậu xe. Bãi thông thường cho mọi người, gọi là channel. Bãi cho nhân viên staff. Bãi cho người bị tật, disabled. Và bãi 30 phút, 30 minutes. Học sinh chỉ có thể đậu bãi thông thường. Hầu hết các bãi đậu xe là bãi thông thường. Những bãi khác sẽ có dấu hiệu. Hãy tìm các dấu hiệu và không nên đậu những bãi cho nhân viên, người bị tật hoặc 30 phút. Hãy đậu xe ở giữa làn sơn dưới đất. Nếu bạn đậu trên đường phố, bạn không cần phải có giấy phép, nhưng bạn cần tìm một dấu hiệu cho bạn biết là có thể đậu được bao lâu. Mỗi ngày, PCC sẽ có người kiểm tra bãi đậu xe. Họ sẽ viết biên phạt cho những chiếc xe không có giấy phép hoặc đậu sai. Khi bị biên phạt, bạn phải trả tiền. Bạn nên cho giáo viên của bạn biết nếu bạn bị biên phạt. Đừng chờ đợi. Giáo viên của bạn có thể giúp bạn. Hãy hỏi giáo viên của bạn. Nếu bạn có câu hỏi gì về việc đậu xe, giáo viên của bạn sẽ vui lòng giúp bạn.